Đồng Minh Lô xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Thì video trong buổi chiều hôm nay, chiều tối ngày 29 tháng 6, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể các bác một mẫu súp hơi. Và cũng báo cáo các bác đây là mẫu súp hơi chính hãng được nhập khẩu công ty DB Acoustic, một đơn vị nổi tiếng trên thị trường với rất nhiều các vị âm thanh chuyên nghiệp, phòng hát và gia đình với rất nhiều phân khúc. Và mẫu súp này là cũng là bản cao nhất trong phân khúc bass 40 của hãng, đó là DB Acoustic mang hiệu DK115S. Bản đời cao hơn so với bản cũ 2019, đó là DX115S các bác nhé. Đó là bản này thì nó sẽ nâng cấp ở phần đó là từ tính, cái chất từ cho ra hay hơn và thiết kế thùng sâu hơn một chút nữa để cho cái tiếng bát nó lực hơn và công suất con này khủng hơn nữa. Nó chính là ở cái công suất của bát từ này. Và quay vào vấn đề, thì hôm nay em nhân tiện đấy em test một chiếc súp này cho anh Phong có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, thì anh cũng đặt cọc trước 1 triệu rồi. Và cũng nhân tiện là hàng về, như biết thì hàng về, em về được hôm trước là 24 chiếc này, thì em bán được 5-6 chiếc rồi. Thì để chào mừng cái đồ mới, mẫu súp mới này của hãng, thì tất cả anh em trên thị trường cũng như là đến đại lý họ thường bán với mức giá 5,8 triệu, thưa đấy là cái thật tình mà em báo giá luôn. Thì bên cửa mình cũng bán cho bác với mức giá là 5,8 triệu, là bao ship không nhá, bao ship. Nhưng bên cửa mình sẽ tri ân cho các bác bằng cách nó dùng một sản phẩm bên DB, em sẽ tặng các bác một sản phẩm, đó là một bộ pin sạc trị giá 280.000 đồng, bao ship bao nhá, 280.000 đồng. Thì các bác không lấy pin sạc thì em sẽ trừ tiền pin sạc đi, của pin sạc cực kỳ chất lượng, đổ DB bộ 4 pin đấy. Của anh Phong thì hôm nay thì em cũng cũng anh cũng không lấy pin, em trừ tiền pin đi. Và quay lại về chiếc súp, thì đối với chiếc súp của hãng của DB, không như nói về súp mà tất cả sản phẩm thiết bị dàn của DB, em cảm thấy là họ rất tỉ mỉ ở cái phần đó là thẩm mỹ. Thẩm mỹ ở đây là trau chuốt ngay từ các sản phẩm nhỏ nhất. Đây, con này em sẽ đo luôn kích thước nhá, độ sâu nó là 60 các bác nhá, 60 này, cao 60, cao 60, và ngang của nó là đang em dựng đứng thôi nhá, ngang là 48. Còn đối với chiếc súp này, nó rất đa năng. Đa năng ở đây các bác sẽ cùng Hiếu Minh phân tích và review, đó chính là ở phần hông đây nó sẽ có hai tay nắm sách này, ở dưới đây để có 4 chân các bác nhá, 4 chân này. Ống thoát hơi trước súp mặt này thì đánh gia đình thì cực ok luôn, hàng bao hay. Đối dòng này chất âm nó hay, tương đương một quả súp 50 bãi, súp 50 bãi các bác nhá, tương đương rất là hay. Chào anh. Anh mua vàng đúng không? À đây, anh vào nhà em đấu cho. Đấy, đón bác khách. Và cũng báo cáo bác thì bên hông nó này, hậu nó này, thì nó có thêm là 4 cái chân nữa để các bác có thể đặt nằm, tiện cực kỳ tiện lợi. Và đằng trước, đằng đây, cả để cái ống này để các bác có thể đặt vào và cắm loa full. Đấy, rất là chi tiết. Và đằng trước thì ấy căng rất là đẹp, có logo của DB Acoustic bác nhé. Và quay vào phía bên chờ xong em xin phép bẻ ấy căng đây. Một cái đặc điểm nữa trước khi em quay vào phía bên trong đó chính là một cái này mà nó thật sự là nếu mà không trau chuốt thì không để nghĩ ra cái này được. Đó chính là bên hông của nó, gần như các bác để ý tất cả các thiết bị súp bình thường trên thị trường, kể súp chính hãng như B3 hay những sản phẩm khác JBL thì họ bắt trực tiếp, thì đây bên DB họ đã làm rất tỉ mỉ, công ty họ làm rất tỉ mỉ, đó chính là cái ốc có gen ở bên bắt ấy căng này, không có gì là hoàn thiện hơn nữa cả. Đấy là cái quá trau chuốt và hoàn hảo, tất cả các bo góc của nó cực kỳ tỉ mỉ các nhá, nói thật là một cái mà đẳng cấp và hoàn thiện đến tuyệt đối. Và bên trong thì nó sử dụng bông tiêu âm tứ mặt các bác nhá, rất nhiều bông tiêu âm để cho tiếng bass nó hay hơn, rền hơn. Dây của nó đều dây hàn tráng thiếc các bác nhá, cực kỳ xịn, không phải dây thường. Đấy, có nhìn được. Đấy, rất là tỉ mỉ. Đây, quay vào phần bass thì nó sử dụng bass ở đây là bass từ 220 hoặc 100, mã ghi rất là rõ DB Acoustic. Đây, một cái mã của nó là 15100A-2. Ở đây côn nó rất là lớn, côn họng đến 100 hoặc hơn 100 chút các bác nhá. Và các bác để ý này, cái quan trọng là chất từ này. Chất từ là hãng ở đây là bằng Nhật, bằng chất từ nhập khẩu. Các bác nhìn chất từ ở đâu, nó y xì chất từ của B3. Đều bằng keo màu hồng các bác nhá, chất không ạ. Nó chất kiểu dáng ngay đây, em tao quay em vừa quẹt vào phấn, chạm phấn các bác này. Nó rất không có gì miêu tả đến chiếc súp này. Ở trong kênh em thì em tính em rất là thẳng tính và ít khi quá tâm bốc sản phẩm lên, nhưng nói chiếc súp này phải công nhận là cái độ hay. Vì trước đó bên em các bác rất nhiều bác mua sản phẩm súp DB mã hiệu là
DX115S thì đối với mẫu này là DK15S chất âm nó hay hơn. Chỉ có những bác nào đã mua sản phẩm này bên Hiếu Minh thì bác mới cảm nhận được, và em đã bán được 6 chiếc ngay từ hãng mới về được cách đây của hơn một tuần thôi. Em đã bán được 6-7 chiếc rồi, mới cập bến được em có vài hôm. Và các bác nhìn ở phần lón, cái chi tiết đây là cái giải lón nó là rằng và gân vải xếp. Cái vải xếp này thì cho cái tiếng cái giải nó ra, nó sóng lượn, nó hay hơn, và hay hơn rất nhiều và lực hơn bác nhá. Gân nhuộm tẩm dầu 3 lớp và cái lón nó làm chi tiết bơm keo. Bơm keo này, bơm keo máy y xì như cái chất keo của cái con TSG xuất Mỹ bên Hiếu Minh. Các bác nhìn này, chi tiết không ạ? Mời anh em làm tay hay là làm thủ công không thể làm lỗi. Và cái lón của nó lón trần, chất không? Cực kỳ chất. Thiết kế là nhíp ở đây nó gồm bằng cái từ tính gồm là bình thường là anh em, bình thường các cái dòng từ khác thì nó sẽ bằng hai nhíp đen. Thì đây nó sẽ bằng từ đen và nhíp trắng thôi nhé, nhíp trắng. Cực kỳ chất. Và em sẽ test ngay phần phía sau vì ở đây. Phía hậu bác nhìn. Con này công suất của nó là 600W không nhá, bắt 40 số cũng rất là khủng, cực đại lên đến 2200W. Nhưng mà các bác đánh thoát quả súp này, em đề nghị các bác phải chơi một quả cục đẩy với công suất là 800 đến 1000W một kênh. Nhà nó chơi một kênh thôi nhưng mà các bác phải chơi tầm 800 đến 1000W thì mới đáp ứng được đối với chiếc súp này. Giải rất là đều từ 35 đến 400 Hz bác nhá. 35 Hz đến 400 Hz và độ nhạy cực kỳ cao vì nó phóng đi được xa 102 dB. 102 dB nó thể hiện là cái độ nhạy là phóng xa bác nhá, phóng xa, độ nhạy càng cao phóng đi xa. Đấy. Và bây giờ bác cùng nghe chất âm đối với chiếc súp này nhá bác nhá.